Chuyên gia nói gì về sản phẩm Vương Lão Kiện giúp giảm run tay chân? Hôm nay chúng ta nói tới một cái sản phẩm có tên là Vương Lão Kiện. Sản phẩm này gồm có 10 thảo dược quý mà đã được sử dụng hàng ngàn năm trước. Mấy cặp đôi hoàn hảo mà bao giờ cũng đi với nhau trong chữa cái run lắc, đó là Thiên Ma và Câu Đằng. Đây, Thiên Ma và Câu Đằng, Thiên Ma có hoạt chất gastrodin là có tác dụng như vậy là tăng cường bảo vệ các tế bào thần kinh, rồi tăng cường chức năng não bộ và cũng kích thích sản xuất dopamine, là cái Thiên Ma. Cái cây này là chúng ta biết là nó là gọi là vị cay tính bình, quy kinh can thôi. Mà can là can chủ huyết mà. Thiên Ma là có cái hoạt chất gastrodin ấy, là nó có tác dụng như vậy là chống viêm, chống oxy hóa rất là mạnh và nó bảo vệ tế bào thần kinh và chống độc gây nên bởi các nguyên nhiều nguyên nhân gây độc tế bào kinh. Thì vai trò của Thiên Ma là giúp an thần, hạn chế các cái run tay, co quắp tay, thì những cái lo âu nữa. Thì đấy là vấn đề của Thiên Ma. Thứ hai là Câu Đằng. Câu Đằng từ xưa thế này chúng ta biết là vị ngọt tính hàn và cũng quý can, can và tâm. Thế thì đối với Câu Đằng nó có nhiều hoạt chất sinh học như là cái dinocophyllin là chất để chống co giật này. Thế rồi có nhiều cái hoạt chất khác mà đặc biệt nó có những chất mà năm 2005 cái nghiên cứu về có cái chất catechin và epicanochin thì nó ức chế một cái men MAO mà chúng ta nói MAOB đấy, MAO, MAOB thì chính nó là monoamino oxidase B. Cái men MAO này bản thân nó ức chế cái các chất dẫn truyền thần kinh như là acetylcholine. Thế thì các cái chất có ở trong cái Câu Đằng nó có tác dụng là ức chế cái men đó để cho giải phóng cái các chất dẫn truyền thần kinh như acetylcholine. Thứ ba nữa là chúng ta phải nói tới hạt thủ ô, thì nó là vị đắng tính ấm quy kinh can và thận. Hạt thủ ô cũng có hoạt chất ức chế cái men MAO, MAOB, để tăng cái dopamine rồi cải thiện cái triệu chứng của Parkinson. Thế rồi một cái sản phẩm nữa là Câu Kỷ Tử, thì chúng ta biết là thuốc bổ đại bổ, thì nó có tác dụng bổ can và thận mà, thì nó có tác dụng là giúp làm chậm lão suy, làm chậm quá trình lão hóa. Thì ngoài ra còn có một số cái sản phẩm khác như là mẫu lệ, đinh lăng, xà sàng tử. Mẫu lệ tức là cái vỏ hào ấy, thì cũng rất là tốt đối với kích thích bảo vệ tế bào não bộ. Thế là đinh lăng, thứ nhất là nó ức chế cái men MAO mà chúng ta đã nói vừa rồi đấy. Thứ hai là nó ngăn cái mảng bám gây oxy hóa các cái thần kinh, chức năng não bộ cũng dẫn truyền thần kinh. Thế ngoài ra còn có xà sàng tử là cũng là vị nhục thung dung. Như vậy là 10 thảo dược quý có trong Vương Lão Kiện đều có tác dụng tới là kích thích để sinh ra các cái dopamine, các chất dẫn truyền thần kinh như acetylcholine, và đặc biệt có thể kích thích để sản xuất mấy hormone chức năng não bộ khác như serotonin để ngủ ngon, giúp ngủ ngon. Thì đương nhiên ngủ ngon thì nó hạn chế các rung lắc. Cái đấy là những cái thảo dược quý bên cạnh các thuốc của Tây y. Thì chúng ta lưu ý là uống sản phẩm này trung bình là 4-6 ngày trên lần, nhưng mà chúng ta có thể uống liều cao, kéo dài, và đây là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không phải là thuốc, nên chúng ta phải cần có một đủ các hàm lượng hoạt chất sinh học vào trong đó để tác động tới các cái tổn thương do cái giảm thụt giảm dopamine có ở trong não bộ chúng ta mà gây nên các cái chứng run lắc Parkinson của người cao tuổi, người trung niên, cũng như các thảo dược khác chúng ta nên uống khi đói. Vì chúng ta uống khi no thì thức ăn để dịch tiêu hóa như dịch vị, dịch tụy, mật sẽ làm giảm hấp thu các cái hoạt chất sinh học có ở trong các thảo dược này, cho nên chúng ta nên uống khi đói, không hề ảnh hưởng tới dạ dày cũng như kích ứng khác nữa, và uống cách xa thuốc tây của bác sĩ nếu có là một tiếng đồng hồ trở lên. Những quý vị người trung niên, người cao tuổi nếu có những cái tổn thương liên quan đến não bộ, chức năng não bộ như là run chân tay chẳng hạn, thì chúng ta nên tham khảo và cần thiết bên cạnh các cái thuốc tây, uống cách xa thuốc tây đồng hồ, chúng ta dùng sản phẩm Vương Lão Kiện. Và Vương Lão Kiện chúng ta có thể nâng liều hoặc giảm liều cho phù hợp với cái tình trạng bệnh và kinh tế của bệnh nhân, nên chúng ta có thể kéo dài nhưng ít nhất cũng lộ trình điều trị là 3-6 tháng. Tay chân run rẩy hàng ngày, giọt nước cũng khó tỏ bày cùng ai, ăn cơm đổ ra ngoài, phiền cho con cái tương lai nhọc nhằn, công việc tỉ mỉ khó khăn, cầm bút run rẩy chẳng căn chuẩn hình. Nay đã có Vương Lão Kiện, thành phần thảo dược chính từ Thiên Ma, Câu Đằng, hỗ trợ giảm các triệu chứng run chân tay sau tai biến do tuổi cao, hỗ trợ tăng cường khả năng vận động. Có Vương Lão Kiện thật hay, tăng cường vận động run tay đỡ liền.